Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thép Visa, thủy khai tài xế có dấu C, lái xe theo yêu cầu, mô tả công việc, chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn, yêu cầu công việc, nam độ tuổi từ 20 cho đến 40, có sức khỏe tốt, không yêu cầu trình độ, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, quyền lợi được hưởng, mức lương được tự do thỏa thuận theo năng lực, được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, các phúc lợi khác theo quy chế của công ty. Yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, dán ảnh có xác nhận của địa phương, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh photo công chứng, giấy khám sức khỏe bản A3, thời hạn không quá 6 tháng, photo công chứng các văn bằng có liên quan, 4 ảnh 3x4, 4 ảnh 4x6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thép Visa. Địa chỉ: ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Điện thoại liên hệ: 0272 364 7764 hoặc 0272 364 7766. Vui lòng truy cập việclamnambo.vn để biết thời hạn nộp hồ sơ.